Hân đến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì cả nhà ơi, bữa nay á là trời mưa rất là lớn luôn. Hồi nãy á là trước khi mưa á là rất là dông, rất là mạnh luôn á. Thì mấy cây chuối nè nó sạch nó ngã là trơn, không biết cái chạy con heo của mình ra sao nữa. Thì bây giờ Hân đi ra ngoài chủ yếu đi lụm xoài với lại coi cái chạy heo của mình, coi những cái con heo mình thôi, nó có bị gì không. Cái nhà giờ mình cứ chỉ hoàng cùng đi ra ngoài đồng với Hân nha. Cây chuối cho con nè, cả nhà ơi, nó sạch ngã tứ lung tung hết trơn rồi nè. Hồi nãy là quốc cùng đám dông rất là lớn luôn á. Cây chuối này nó bị nghiêng luôn rồi nè. Con này cả nhà ơi, chóc gốc luôn. Cây chuối này chóc gốc luôn rồi nè. Mình ở nhà mà do là mình sợ mấy con heo mình nó có bị cái gì đó nha, mình ra mình coi. Nó qua quá trời mưa giông nữa, không biết cái chạy mình sao. Giông rồi liệt 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 mấy cái cây này luôn cả nhà. Cúi gãy cái luôn này kìa cái nhà ơi. Đây, xong một cái cơn mưa giông nè, cây chuối gãy luôn rồi nè. Ôi kìa ôi ơi, ôi cái xài nó bị gãy luôn rồi. Chóc gốc luôn rồi cả nhà ơi. Cái xài bị chóc gốc luôn rồi. Là cả nhà biết cái giông cỡ nào á, cỡ giông rất là nhiều luôn. Cái nhà chuối mà gãy mà xài mà còn chóc gốc nữa. Ê, xài kìa. Cây xài chín, xài sống thì cũng được luôn nè. Ủa, cái xài này ăn được luôn nè, cái nhỏ nó bự chà bá lửa luôn. Nè. Nè, cái này là cái dấu mới ngục luôn cả nhà. Phải còn mưa. Đó, cây xài lên trái ngục luôn nè. Lúc qua mình lụm cái nào ăn được mình đem, ủa mình chỉ trái chà bá thôi. Cái nào ăn được mình đem vô ăn. Cái nào ăn không được thì mình bỏ. Đúng không? Về gục có dính sống hai trái. Ui. Cái này chín thì tét luôn rồi cả nhà. Đây nữa nè, cái này còn ăn được nè, nó bị giặt thôi, comment chỉ mới thấy luôn á, cái này còn ăn được. Mưa mà mình cũng có thể gán đi ra để coi mấy con heo mình mới ra sao, mấy cái này ăn được chưa luôn. Cái này thì bị hư nè, quá chèn rồi. Cái này cả nhà biết xài mà chín mà gì, xài sống mà coi nè cả nhà, nó còn mủ luôn nè. Nó mưa nó giông hồi nãy nè, hồi nãy á xem xét trời gặm á cái nhà sợ lắm luôn á. Hồi nãy là cái cây cối này nó liệt 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 xuống, không biết mấy cây mít của mình sao nữa. Thôi quá chuyện xài luôn rồi, gớt nó hai trái chút vớt luôn. Đây nữa nè, ôi cái bọt này được hết hết rồi cả nhà ơi. Tại sống không á, tại này ăn được nè. Đây nữa nè, ôi cái này nó gớt xuống nó bị tét luôn nè cả nhà ơi. Mới có một cái lá lá sụp hố mới có một cây thôi kìa, còn nữa kìa, thấy nữa nè, quá khứ rồi nè. Ui cái chà bá luôn á, cái này như là ai mới bẻ mà giục xuống nha cả nhà, mà là mưa giông nó rụng á. Cái xài đó mà nó còn bị chóc gốc nữa là cả nhà hiểu trong cỡ nào rồi đó. Trời ơi, mụn gì luôn nè. Rất nhiều luôn á. Qua một bọc xài luôn rồi. Cái này chút mình lựa ra mấy cái ăn được mình đem vô để dành ăn luôn. Trời ơi, một bịch luôn rồi nè, cái này kìa bên đó nữa kìa. Trời ơi, bên đó lượn trái luôn cả nhà, bây giờ mình đi ra coi. Cái chuồng heo của mình cả nhà ơi, chóc lá hết trơn rồi, chóc con chân rồi. Giờ mình ra mình coi cái chuồng heo trước, chút mình đảo vô mình lụm tiếp cả nhà ơi. Quá
cái này từ cả chục tí á. Một cái trận dông mưa lớn á, thì cái trại của mình, trại heo của mình nó bị chóc hết trơn rồi. Đồ nghiệp, cái chăm của Thanh bị gãy luôn rồi. Ổn quá à, cái chăm đó. Nói là cây chăm đợt này là chuẩn bị ra trái đằng bẻ ăn đó cả nhà. Mà bị gãy hết trơn mấy cái nhánh luôn rồi. Giờ hết ra trái luôn. Dòng chứ. Ôi ôi, cái trại. Để ra ông đi, cái trại cả nhà ơi. Cái trại nó bị sập luôn rồi. Rồi rồi, bữa nay là sau một cái trận mưa dông rất là lớn luôn cả nhà, dông rất là mạnh luôn á, nãy giờ sấm sét hay còn á, Thanh rất là sợ. Thì thiệt hại của mình là một cái chạy heo với một cái chạy lá của mình á, không biết sao nữa cả nhà ơi. Cái gì nhờ mấy con heo nó trốn vô trong cái lá chuối chứ không trốn á, nó chạy ra ngoài á là nó đi mất tiêu luôn, Thanh không biết đường kiếm luôn cả nhà. Hồi nãy á, lúc mà trời gầm gầm luôn á, thì mấy con heo mình á, nó thấy mình đi ra nữa, nó đặng á, kiểu như nó cũng sợ tiếng gầm gầm vậy. Thôi ôi, nó chạy một mặt một heo cho nó vô tới trong cái chạy trong kia luôn đó nha. Nó muốn mà nó bỏ, nó không mưa, nó sợ, nó chạy vô trong nó trốn. Cái trái xoài này để mình cho nó ăn đó nha. Chưa. Một em đó. Ôi ôi, cái bà này bà chưa kịp nó bà chảy nước miếng rồi. Bà chưa kịp gì nữa là bà chảy nước miếng rồi. Thấy cái thao cam em lụm mấy trái này lại để dành mình ăn. Lấy cái mặt này mình đi lên đựng tiếp. Lấy cái bụng. Quá chèn cái mỏ ổng. Mới ăn cái tiếp. Cái mỏ ổng dính xài không. Có cái nạn được hả? Ngon. Ổng ghê luôn á. Loài này nhớ là dông rất là mạnh đó cả nhà. Ôi cái này tết nè. Mấy con ịt kia nó vô chổng rồi. Đi. Nó ra cho nó ăn mỗi con trái. Cái này nó bị tét nè cả nhà. Cái chạy của Thanh bị sập luôn rồi, lát mình lại mình coi cho nó bị gì cả nhà. Rồi bây giờ mình để đây, mình đi ra mình coi cái chạy của mình coi nó bị sập sao cả nhà. Quá chèn buồn luôn rồi, đi ra cái gặp cái chạy heo mình nó bị sập với thêm cái chạy lá nữa cả nhà. Buồn luôn. Chí này thiệt hại nặng luôn rồi cả nhà. Hồi nãy dông á, cái là mình biết thế nào ở ngoài này á, mấy con heo mình nó cũng quảng nó sợ á. Cho nên mình mưa chưa kịp tạnh mưa đó, mình phải ra mình xem nó. Chứ lại cả nhà biết sao không? Mưa này là ổng sẽ mưa dặm cho tới chiều luôn, không có tạnh kịp xuống bụi cây. Trời ơi, cái cây cọng nó gãy luôn kìa cả nhà ơi, nó gãy nguyên cái nhánh vụn cho bá luôn kìa. Cái chạy sập luôn, banh luôn rồi. Đi qua bên đây quay cho cả nhà xem nó thấy rõ nè, comment. Cái cây cọng nó gãy luôn cả nhà ơi, dông rất là mạnh luôn á. Đi lên cái chạy à. Lên sợ nó sập xuống nó đè, báo. Ê, trời ơi, gãy cái mít luôn rồi kìa. Nó mà
Chị ơi, uổng ghê cả nhà ơi. Một cây mít này á là cũng mấy chục ngàn mà thanh trồng khẩm gà lên được bao nhiêu này mà nó gãy uổng ghê. Bữa hổm á, cái đợt mưa trước thì nó gãy. Ở đây như, này, như là hai cây hay như nè. Như dắt bên kia bị mấy heo nó cắn mấy cây uổng ghê mà bây giờ dông nó lên được gì mà dông gãy nữa uổng ghê luôn á. Không biết có còn bị cây nào nữa không. Cái chạy nữa cả nhà, thiệt hại bữa nay cái trận mưa này á là thiệt hại của mình rất là nhiều luôn cả nhà ơi, buồn quá trời buồn luôn rồi. Ủa ghê cái nhánh mít, một nhánh mít này nó bị gãy rồi là mình ủa ra buồn ra luôn cả nhà. Giờ hên bị chắc gãy có một nhánh quá, phải mà gãy được nhiều chắc thanh buồn luôn cả nhà quá chèn. Cái cây công mà nó gãy cỡ đó luôn, cái nhánh bên kia nó tét rất là cái nhánh rất là bự cái nhánh. Chuối rồi cái vườn chuối kìa cả nhà ơi, nó gãy hết trơn luôn kìa. Chuối xe, chuối đó là chuối gì nè, quên là chuối sáp, chuối ngon á cả nhà, mà nó bị gãy luôn kìa, ủ ơi. Cái dừa nè, cái dừa gãy luôn rồi nè cả nhà ơi. Đây quay tận cảnh cho cả nhà xem thì cái trời mưa nó. Bây giờ Thanh sẽ quay cận cảnh cho cả nhà xem nha. Trời thì đang gặm hì hì luôn á mà mình cũng phải ra đây mình quay cho cả nhà xem. Thấy cái cây khoai mà nó gãy banh muốn hết kìa cả nhà. Ôi ôi. Cây đu đủ nó gãy luôn rồi nè. Đó cả nhà, cái nhánh cọng nó rất là bự luôn đó mà nó còn bị gãy, nó bị tét nữa là cả nhà biết nó dông lớn mạnh nhất cỡ nào luôn cả nhà. Quá chèn luôn. Thanh ở trong nhà của mình nó trời nắng thì nó rất là nóng luôn, mà nhờ có mỗi cái trại này để mình ra mình mát á cả nhà, nghỉ nghỉ trưa mát á, cũng bị sập trại nữa không biết sao nữa, muốn ổng đi bán á cũng mất tiền rồi biết bao nhiêu lâu mới mới cắt được cái chọi lá, mà bây giờ cái chọi lá của mình cũng banh rồi, chắc hết chỗ để mình nghỉ trưa luôn cả nhà ơi, uổng ghê luôn. Ra gặp cái trại với cái chuồng heo gì buồn luôn cả nhà, nhờ là cái chuồng heo mình nó không có bị giờ gãy cây với heo nó không ra, chứ gặp mà heo nó ra rồi bây giờ đi ra chắc không còn con heo luôn cả nhà. Cái bùn cá mà nó còn gãy cây hết trơn luôn cả nhà ơi, quá chèn, cây cối đẳng nó sắp lứa tung hết trơn. Trong cái vụ mà mưa lớn với dông mạnh này á thì rất là người ta bị thiệt hại rất nhiều luôn cả nhà ơi. Ý là cái chỗ của Thanh thôi đó mà nó bị hết cái trại nghỉ mát rồi tới cái trại heo, xong rồi cây chăm rồi cây này cây kia, nói chung là nó gãy tè ra hết trơn cả nhà. Dừa chuối mít nghe nó bụng nó gãy tùm lum cho. Bây giờ mình đi về đẳng coi sao, ráng đợi ngày mai nó tạnh mưa rồi bắt đầu mình ra mình coi sửa cái trại của mình lại cái nhà ơi. Vừa mà ngụm gãy cỡ này luôn, có cái cây xài nãy đó, nó bụi chặt bát nó còn bị chết gốc nữa cái nhà. Đi dài dài coi cái vườn mít của mình coi nó còn bị thiệt hại cây nào nó không cả nhà ơi. Tới cỏ mà nó còn sập cỡ này là cả nhà biết cỡ nào rồi đó. Rồi cái cây đu đủ công nhận vừa mới ương lên được có chút xíu mà nó gãy rồi kìa, đó một cây bo nữa kìa cả nhà ơi. Ôi ơi, mới để ý nha, cái vàng bầu của mình nó sập luôn rồi, nó không còn cái giống gì luôn rồi cả nhà ơi. Mấy cây dừa của mình nó bị tè lá hết trơn rồi kìa. Đây nè cả nhà, cây bo này nó bị gãy rồi nè. Nè, cái cây bo nó bị gãy rồi nè cả nhà. Cái này mình cuộn dây vô thử coi nó sao, dây mục hết trơn rồi. Chứ còn sống nổi không cả nhà ơi, buồn luôn rồi chuyến này. Cái vàng bầu của mình nó sập không còn cái gì nữa cả nhà. Cái mấy cây dừa của mình mà nó bị dính vô cái vàng bầu á, nó bị tẹt lá hết trơn, là hai cây mít rồi đó, hai cây mít. Trời, nói chiều nay đi ra để làm cỏ mít nè mà dập hồi bạn không kịp chứ dâm luôn rồi. Đây cây dừa này của mình nó bị dính vô cái vàng bầu nó sạch rồi cả nhà. Giờ Thanh bẻ nó lại.
Ui, cái này phải cắt dây mới được. Wow. Cái cây dừa của mình nó cái trồng á, cái lúc mình làm giàn bầu á, mình làm vô đây nè, bây giờ nó ngã nè. Mình cắt cái dây giàn bầu này để mình sửa cây dừa của mình lại, để quả mai mình cuốn nó để nữa có trái cả nhà. Chứ mình thấy ra đây một cái là không có cái gì để mà vui nổi luôn đó nha. Cái trại của mình á, nó sập là chắc cũng đáng lẽ nó cũng không có bị sập đâu cả nhà, do là cái cây cọng á nó bị tét nhánh á, nó gãy á, nó mới sập cái trại mình luôn á, chứ thôi nó cũng không sập nữa. Cái mẻo mình sẽ đỡ cái dừa mình lên. Wow. Đây, xong một cây dừa. Cuốn nó lại. Ở chèn sập dàn bầu sập hết trơn, gãy nhánh mít gãy tùm lum hết trơn đi quanh đây cũng được. Do muốn mà nó còn bị tóc cỡ này luôn nè. Hồi nãy cái lúc mà Thanh đi cắt cái muống về, Thanh thấy nó chuyển mưa dông rất là mạnh, nhưng cái là Thanh nó giục vô đó không kịp chạy về nữa thì đang mưa banh hết trơn luôn. Cái rau muống này là hôm qua hôm kia thì mình cắt cho heo ăn nè, còn lại cái đợt đó mà bây giờ nó tóc vô trong hết trơn, thiệt hại hết bị 2 cây mít, quá tiền uổng cái trại luôn mà gãy hết trơn luôn. Rồi mình đi đẳng mình lập vài trái xài ở dách bên đây nữa cho heo mình ăn rồi mình đi vô cả nhà. Cây mưa cái xài đó nó bị gãy, ông chủ cũng ra ông cưa luôn cả nhà ơi. Ở bển nó cũng rụng trái nó chơi, lát mình ra mình lụm luôn cả nhà, lụm cho heo ăn. Tranh thủ cái gì làm mấy cái cây xài mà dông mưa này nè là nó rụng dữ lắm luôn cả nhà. Mấy cái này bà heo nó ăn được chưa? Ừ. Bên đó cây hay. Trái bự cà bá luôn. Cái này là ăn được luôn, nó còn cứng luôn mà nó bị gãy cái này, nó bị già té cái bụng. Đó, còn trái kìa, đặc biệt nữa kìa. Đó kìa, cái xài casino luôn nha, trong đó nó cũng để anh vô trong đó anh lượm nó trái này nha. Wow, cái trái này nó bị tét này, nó rụng xuống rồi cái nó bị bể luôn nè cả nhà. Quá trời xài luôn đó, bên đó nó kìa, để anh đi qua nha. Dạ, cái nhỏ thế này. Trái xài thấy cần gì? Trái nhỏ xíu thôi. Đây nè. Trái này ăn được hết trơn luôn. Đây nữa nè, ở nhà ơi kìa, dính nữa kìa. Em xuống thanh lập mấy cái xài nhỏ này hình như cân gì nó dẹp lép rồi. Trời ơi, trái này nó bự. Bự chụp bá hết. Thanh xuống đây thành lập hồi dưới đây ngóc chân luôn. Hai cái xài mini cho chấm muối ớt ăn. Cái xài này lụm chấm mắm guốc cả nhà ơi. Quá chèn rụng cái cơ thiệt. Có không? Ừ. Đây. Cái xài này trái mạnh mạnh hơn nha. Cái đợt này nữa là hết trái rồi đó, nó rụng đợt này là hết trái rồi.
Có cái nhánh luôn. Tại tại vì mà xài cái bị thôi. Tại vì hai trái đây. Có bụng luôn. Ui, trái này. Chín nó bị tét luôn nè. Dập quá. Rồi. Bây giờ cho heo ăn đi rồi chắc quá mình đi qua bên kia mình lượm sau cái nha. Bên kia cũng một đống nữa đó. Cho heo ăn trước đi. Trời, ở bển cũng lờn trái cái kia nữa nha. Mời tới đây, mời tới đây mấy em ơi. Chưa, để chị lựa ra. Cái này thấy gì á, nó bự nha. Hồi ôi, nó chảy nước miếng kìa. Tại nó chìm luôn, nó còn sống nó chìm ở nhà đây, cái này còn nguyên luôn mà, hy sinh cho nó luôn nè. Rồi bị chìm. Dặn luôn trời, dặn luôn trời, cho ánh sao ánh dặn luôn kìa. Quá trời bất dặn rồi. Mấy trái xài bự bự này vậy mà nó gù ủng ra cả nhà. Này mà mình đem lên chợ mình bán cũng được. Đó mấy con ịt của mình hồi nãy á, trời mưa giông cái nó chạy dây cong nó trốn cả nhà. Cái này nó ra rồi đó. Nó cũng biết sợ nữa đó. Ồ, cái trái này nó ngon quá nè. Cắt rồi cho heo ăn luôn. Cái giá nó lục. Cái trái này nó ngon coi được luôn á. Mà thấy gì đó cái nhà nó cũng bị luộc bên trong hết trơn nè. Đây nè, ủng ghê không? Một xíu đợi một xíu nó thấy cái thao xài ở tình mực thao luôn nữa. Từ 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 cứ từ từ rồi đó. Hết mưa rồi đó, ông tạnh mưa rồi đó.
mà mưa xong là cái banh banh cái trại mình hết trơn rồi đó. Đây còn đây trái chín nữa nè, mấy trái này sống mình để dành, mình để dành mình ăn rồi với mình cho heo ăn luôn. Còn con nào chạy lại không cho nó quất sấy thời chín nè. Ê kìa đó, cái này nó đỏ heo luôn cả nhà. Wow, thấy dù xị em cho mỗi con miếng nha. Nè 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 đó, ăn bữa nay là ăn xài đã luôn rồi. Rồi bây giờ mình đây cả nhà, cho cả nhà xem là một thao xài luôn rồi nè. Cả nhà thì bữa nay á, Thanh đi ra sau một trận mưa giông lớn á, thì cuối cùng mình cũng lụm cho xà heo ăn cũng một đống xài luôn. Cây chăm của mình gãy ủng quá chèn luôn, với cái trại bị sập nữa cái nhà, rồi thêm cái trại heo bị bung lá bung thô tiết hiết hết trơn luôn. Dưới lụm được một thao xài nè, giờ mình đem vô có ai ăn thì mình sẽ cho, rồi mình chừa lại mớ mình ăn cả nhà. Rồi bây giờ mình đi về để mình đi tắm rửa nữa chứ nãy giờ mưa lạnh nè. Rồi video của Thanh đến đây Thanh cũng xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem hết video của Thanh. Cả nhà nhớ đón xem video tiếp theo của Thanh nhiều ngày mơ nha. Nhớ like, đăng ký, chia sẻ để ủng hộ cho Thanh có động lực cho nhiều video hơn nữa nha. Bye bye cả nhà.